lâm kính chào quý khán giả đang đến với bản tin địa phương huyện Tân Châu được phát trên sóng của đài phát thanh truyền hình tây ninh trong bản tin hôm nay mời quý khán giả điểm qua những thông tin đáng chú ý sau Tân Châu tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 trưởng ban công tác mặt trận tắm gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo Xã Tân Hà được công nhận đạt xã nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu vừa tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Đến dự của Thượng tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ông Võ Hồng Sang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện. Trong năm công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 luôn được cấp ủy chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến các xã thị trấn triển khai đồng bộ và chặt chẽ. Các bước tổ chức đăng ký, xét duyệt tiêu chuẩn, khám sức khỏe, ba bệnh cử bốn công khai được thực hiện nghiêm túc và công bằng minh bạch công tác hậu phương quân đội cũng được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm từ đó đã tác động lớn đến tư tưởng của các gia đình và công dân nhập ngũ. Được biết năm 2024 huyện Tân Châu đã tuyển đưa 209 thanh niên lên đường nhập ngũ trong đó có 39 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có 3 đảng viên nhập ngũ và 28 công dân đã tốt nghiệp các trường trung cấp cao đẳng đại học. Dịp này ủy ban dân huyện Tân Châu đã khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân và các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong huyện Tân Châu phát triển mạnh. Từ phong trào hiến máu tình nguyện, trên địa bàn huyện đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương sáng rất đáng ghi nhận. Anh Trần Minh Châu, trưởng ban công tác mặt trận ấp 6, xã Suối Ngô là một điển hình. Anh Châu tham gia công tác tại địa phương năm 1999, khi đó anh tham gia tổ tự quản và làm bí thư chi đoàn ấp 6. Đến năm 2005, anh là ấp đội trưởng ấp 6, năm 2008 làm công an xã phụ trách ấp 6 và từ năm 2018 đến nay, anh đảm nhận vai trò trưởng ban công tác mặt trận ấp 6. Với suy nghĩ một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, anh luôn hăng hái trong phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Anh Châu tham gia phong trào hiến máu nhân đạo lần đầu tiên vào năm 2001. Đến nay, anh đã 76 lần hiến máu cứu người. Anh Châu chia sẻ anh luôn sẵn sàng hiến máu khi sức khỏe còn cho phép. Không những tham gia hiến máu, anh Châu còn vận động nhiều bạn bè đồng nghiệp, bà con xung quanh tham gia hiến máu. Ngay con anh cũng đã tham gia hiến máu 5 lần. Với những thành tích đó, anh đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hai lần tặng bằng khen vì có thành tích hiến máu nhiều lần. Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Tân Hà, huyện Tân Châu đã vinh dự được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đến nay 100% các tuyến đường giao thông tỉnh, huyện đã được trải nhựa với tổng chiều dài gần 40 km, 100% các tuyến đường xã ấp đã được bê tông hóa với tổng chiều dài trên 17 km, trên 16 km đường nội đồng đã được cứng hóa 95%, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Riêng năm 2023, xã được đầu tư nâng cấp sửa chữa và làm mới 21 công trình, trong đó có 18 công trình đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng. Trong năm 2023, Quỹ ban nhân dân xã đã phần động vốn trong nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với tổng diện tích 300 m2. Xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất thiết bị phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Năm 2024, xã Tân Hiệp được chọn xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tân Châu. Ngay từ đầu năm, xã đã xác định rõ việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đối với tiêu chí 2 giao thông, năm 2024, xã Tân Hiệp sẽ tiến hành thi công 34 tuyến đường với tổng chiều dài 35,9 km, tổng định mức đầu tư trên 55 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác định tiêm đường và bàn giao 13 tuyến đường để khởi công xây dựng. Tính đến nay, xã Tân Hiệp đã thực hiện đạt 16 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 2 giao thông, tiêu chí 5 trường học và tiêu chí 6 cơ sở vật chất văn hóa. Thời tiết khô hạn kéo dài trong những tháng đầu năm 2024 khiến nhiều diện tích cây trồng tại huyện Tân Châu bị thiệt hại. Theo báo cáo của Ủy ban dân xã Tân Đông, trên địa bàn ấp Tầm Phô, xã Tân Đông, cánh đồng thuộc phía bắc đường tỉnh 792 có khoảng 37,5 hecta đất đang trồng cây mía và cây mì đang bị khô hạn thiếu nước tưới. Trong đó có trên 10 hecta của 8 hộ dân đang trồng mía, mì bị tình trạng hạn, thiếu nước tưới trầm trọng và một số chỗ cây mía đã bị chết. Ông Nguyễn Văn Lực trưởng ban công tác mặt trận ấp Tầm Phụ cho biết để chủ động nguồn nước tưới cứu các cây trồng, những người dân nơi đây đã thực hiện nhiều biện pháp như khoan giếng, đào hố sâu để lấy nước. Nhưng do đất sỏi đá, khoang giếng không có nước và chi phí lắp đặt hệ thống, khoan giếng khá tốn kém. Các hố chứa nước những năm trước đây người dân dùng để tưới cho cây trồng, năm nay cũng không còn nước. Mặc dù có một số người dân đã chủ động đào sâu thêm, nhưng cũng không đủ nước tưới. Có thể thấy biến đổi khí hậu đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề cho ngành trồng trọt và vỡ quy luật phát triển của cây trồng trong khu vực và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin huyện Tân Châu hôm nay. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.